Hồng cẩm thạch tứ xuyên ở một dòng cây có lá nhỏ, răm dày, bệ dễ đẹp, da thân đẹp. cây có quả cực kỳ đẹp luôn. Đó là một dòng cây mà có khả năng thích nghi rất là mạnh mẽ, sức sống bền bỉ. Bề. Cây dễ hoa, dễ quả, chịu nắng, chịu hạn tốt. nó và có lẽ là một cái dòng cây mà là một cái nguyên liệu toàn diện trong cái thế giới bonsai hoa cây cảnh. Đó, và cây hồng cẩm thạch tứ xuyên Ở với một cái ý tưởng tạo ra một cái khu vườn với những cái cây bonsai hồng cẩm thạch tứ xuyên chắc chắn sẽ là một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. À, trong cái video ngày hôm nay của em thì à, em Blue bonsai xin phép được chia sẻ với các bác những cái cây hồng cầm thạch tứ xuyên dạng à, bonsai bàn trà đó cây thì à, cam kết với các bác là sang năm chơi quả là một phần trăm luôn. Đó, cái thứ hai đó là những cái cây này thì à, có hai cái màu quả chính đó là huyết mã não và huyết ngọc trai ba cái hình thái quả chính đó là quả tròn quả dài và quả hồ lô có cái tầm giá từ 750 cho đến 850 trăm năm k một cây và em đã đánh số chi tiết trên từng cây. các bác ưng cây nào để có thể báo số cho em và em sẽ quay chi tiết cụ thể từng cây đó cho các bác xem. Ngoài ra, thì nhà vườn em hiện tại còn đang có những cái cây bonsai to, những cái cây bonsai hai người bê, những cái bonsai bê tay và những cái cây trực, những cây dáng trực. thì các bác có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho em qua cái số điện thoại đó là 0901 789 915 và cũng là số zalo của em. Ó ờ, và cái video của em mà xin được kết thúc tại đây